cái chết của một Wahji Thái Lan người mà thi thể được phát hiện ở sảnh một tòa nhà chung cư đã khiến dư luận nước này xôn xao. Cái chết của Thi Timano Raphanbi phát gây xôn xao dư luận Thái Lan. Thảm kịch đau lòng còn hé lộ những hiểm nguy mà các cô gái làm trong ngành công nghiệp dịch vụ và giải trí phải đối mặt. Liên quan tới cái chết của Thi Timano Raphanbi phát, cảnh sát đã bắt giữ một nam người mẫu có liên quan sau khi những hình ảnh từ camera cho thấy anh này đang kéo thi thể không có dấu hiệu sự sống của cô vào thang máy và đặt cô trên chiếc sofa ở sảnh một chung cư của Bangkok. Thi Tima, 25 tuổi là một người mẫu, người dẫn chương trình cho các sự kiện quảng bá sản phẩm. Cô cũng là người thường được mời tới mua vui tại các bữa tiệc. Cô được trả tiền để phục vụ đồ uống ở một bữa tiệc hôm 16 tháng 9 tại nhà riêng ở Nondaburi. Cũng đêm hôm đó, thi thể của cô được phát hiện ở sảnh tòa nhà chung cư của nghi phạm chính, cảnh sát trưởng Suthi Bongongbin chia sẻ với tờ. Cái chết của Thi Tima gây xôn xao giới truyền thông Thái Lan. Thông tin xoay quanh những giờ cuối cùng trước khi chết của Thi Tima đang trở thành trung tâm của những lời đồn đoán. Hôm 26 tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ thêm những đối tượng khả nghi tham gia bữa tiệc sau khi có một phụ nữ nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nói rằng cô bị ép nóng quá nhiều đến mức không biết gì. Cô gái này tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân vào sáng hôm sau. Người phụ nữ được cảnh sát gọi là đi này cũng được thuê để phục vụ đồ uống tại bữa tiệc, cảnh sát cho hay. Cuộc sống của một người đẹp. Cái chết của Thi Tima khiến dư luận Thái Lan chú ý tới vấn đề quyền được pháp luật bảo vệ của những người làm việc trong ngành công nghiệp dịch vụ. Sau cái chết của Thi Tima, dư luận đã soi xét rất kỹ những góc tối trong ngành công nghiệp dịch vụ của Thái Lan nơi mà các cô gái được thuê làm công việc quảng bá tại các sự kiện như triển lãm ô tô, tiệc tùng, quán bar hoặc trong các hộp đêm còn gọi là. Những hành động lạm dụng tình dục rất phổ biến ở những nơi này. Các cô gái thường bị ép nóng nhiều rượu Nayanasuba buông tới từ Hiệp hội Tiranas, một tổ chức ủng hộ quyền con người và bình đẳng giới, chia sẻ. Nayana nói rằng, xã hội rất coi thường những cô gái này và sự kỳ thị có thể khiến họ không thể tìm đến các cơ quan pháp lý khi bị lạm dụng. Thi Tima là trụ cột chính trong gia đình. Cô muốn cho con gái 3 tuổi tới một ngôi trường tốt. Cái chết của cô làm đấy lên phong trào kêu gọi luật pháp vào cuộc để bảo vệ những người đang làm việc trong ngành công nghiệp này. Các chiến dịch nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ kỳ thị với họ cũng được đưa ra. Chúng ta phải thay đổi niềm tin này để hiểu rằng không ai có quyền khinh thường hay làm tổn thương người khác, Nayana nói. Khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu dùng ma túy hay bạo lực. Nghi phạm chính Rajadev Ongtabert, 24 tuổi là người cuối cùng được nhìn thấy là có tiếp xúc với Thi Tima khi cô còn sống. Ban đầu, anh ta bị cảnh sát thẩm vấn nhưng sau đó đã thả cho đi sau khi phủ nhận mọi liên quan tới cái chết của Thi Tima. Nhưng nghi ngờ lại đấy lên sau khi cảnh sát phát hiện ra Rajadev đã đăng những bức hình của Thi Tima trên mạng xã hội vào đúng cái đêm mà cô chết. Sau đó, những hình ảnh từ camera lại càng khiến Rajadev nằm trong diện nghi vấn chính. Cảnh sát đã bắt giữ cậu sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian tử vong có thể rơi vào thời điểm cậu đưa Thi Tima tới khu căn hộ của mình. Hôm 25 tháng 9, Rajadev bị buộc tội giam giữ người bất hợp pháp dẫn đến tử vong, bắt cóc với ý định thực hiện hành vi không đúng đắn. Cảnh sát cũng cho biết họ đang điều tra những kẻ khác có thể có liên quan, trong đó có cả chủ bữa tiệc và những vị khách. Cảnh sát trưởng Suthi Bung cho biết, Rajadev thừa nhận có đưa Thi Tima tới căn hộ của mình, nhưng bác bỏ cáo buộc. Anh ta nói rằng Thi Tima đã uống say và anh không biết cô đã chết. Camera an ninh của chung cư cho thấy đêm đó, Rajadev bước vào tòa nhà cùng với một phụ nữ bất tỉnh, rồi đưa cô ta lên phòng anh ở tầng 6. Vài giờ sau, camera ghi nhận hình ảnh Rajadev đưa người phụ nữ quay lại sảnh tòa nhà và đặt cô lên ghế sofa. Nghi ngờ lại đổ dồn về phía Rajadev khi cảnh sát phải phá cửa nhà anh ta để vào vì anh ta không chịu mở cửa. Nghi phạm chính là Rajadev, một nam người mẫu. Báo cáo khám nghiệm tử thi công bố mới đây cho thấy Thi Tima tử vong vì nhiễm độc rượu. Các phát hiện cho thấy cô có nồng độ cồn trong máu là 418 mật gấu 100. Cũng có suy đoán rằng Thi Tima dùng ma túy và bị tấn công tình dục,
Mặc dù khám nghiệm tử thi không tìm thấy bằng chứng nào về việc sử dụng ma túy cũng như không có bằng chứng về việc bị hành hung, ông Su Thi Bông cho hay. Thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 15 giờ tới 19 giờ ngày 16 tháng 9. Cảnh sát thậm chí còn xem xét dữ liệu sinh trắc học trên chiếc đồng hồ thông minh mà cô đeo để xác định thời gian tử vong chính xác, mặc dù dữ liệu này khó có thể được tính là bằng chứng. Một luật sư được thuê bởi gia đình Thi Ma chia sẻ với rằng họ đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi mới sẽ được hoàn thành vào ngày 2 tháng 10, bởi vì họ tin rằng cái chết của cô rất đáng nghi.